Sau tình một đêm với Kasa thì đến cuối cùng John vẫn chọn Trai Good. Mia chính là trùm cuối của vụ việc đảo lộn 6 năm về trước và cả bây giờ, John vẫn luôn nghĩ rằng Trai Good mới là cha ruột của Luffy. Vì vậy, dù rất yêu Kasa, thế nhưng cô vẫn lựa chọn Trai Good vì quá thương con. Ngay cả tờ xét nghiệm ADN cũng đã bị Mi làm giả, nên John lại càng tin hơn. Cả John và Kasa đều vô cùng khổ sở trước sự lựa chọn này. Kasa luôn nghĩ rằng John là người phụ nữ mà mình đã ngủ cùng 6 năm về trước và anh chính là cha ruột của Luffy. Thế nhưng kết quả ADN lại khiến cho anh hụt hẫng. Mặc dù vậy, nhưng cứ theo tình tiết này thì Kasa sẽ tiếp tục truy tìm sự thật và có lẽ anh là người đầu tiên biết cha ruột của Luffy là ai. Hãy cùng đón xem những tình tiết mới nhất của bộ phim hấp dẫn này nhé! Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.